Quý vị thân mến, ngạn ngữ có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, hay chồng là cái giỏ, vợ là cái hòm. Cho dù cái giỏ đầy ấm ắp cá tôm mà cái hòm không giữ được thì cá tôm cũng trôi tuột hết. Ý nghĩa đó chỉ để khẳng định rằng vị trí của người phụ nữ trong gia đình thật quan trọng. Thật ra, sự ấm lạnh trong hôn nhân gia đình phụ thuộc phần nhiều ở tầng thứ của người phụ nữ. Quý vị thính giả có cho điều này là đúng hay không? Xin mời quý vị chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Tầng thứ thấp, hôn nhân dễ bất hòa. Dịp cuối tuần, tại một gian hàng thời trang trong trung tâm thương mại, tôi chứng kiến cuộc cãi vã của một đôi vợ chồng. Người vợ mắng chồng vô tích sự, còn anh chồng thì mềm mỏng phân bua, giải thích với vợ là món đồ quá đắt, kinh tế trong nhà không dư dật, đợi tháng sau có tiền lương rồi mua. Nhưng người vợ không những không nghe mà còn lưu loa trách mắng chồng ngay giữa nơi công cộng. Từ cuộc cãi vã, tôi phần nào hiểu được gia cảnh của họ. Người chồng là tài xế xe tải, chuyên vận chuyển đồ đạc nên có rất ít thời gian bên gia đình. Nhưng anh có vẻ chu toàn bổn phận giường cột và đối với vợ có lẽ rất yêu chiều. Bản thân anh ăn mặc rất đơn giản, trong khi người vợ ngược lại, điệu đà, sành điệu. Vợ chồng họ đến trung tâm thương mại với mục đích mua quần áo mới cho con, chuẩn bị khai giảng. Nhưng khi đi qua cửa hàng thời trang dành cho phái nữ, cô vợ rất thích một bộ quần áo và muốn chồng mua. Nhưng vì nó quá đắt nên người chồng đắn đo, dẫn đến việc người vợ không vừa ý và trách mắng chồng. Hai người tranh cãi to tiếng khiến nhiều người qua lại chú ý. Trong khi người chồng tỏ thái độ mềm mỏng muốn kéo vợ đi về, thì cô vợ bất chấp đám đông hiếu kỳ đang chăm chú nhìn mình, khóc lóc trách mẹ mắng chồng. Nếu không phải anh vô tích sự thì tôi đâu có khổ thế này. Chồng người ta thấy vợ thích gì liền mua cho cái đó, còn tôi thì phải sống tằn tiện, còn phải ở cùng với ba mẹ chồng già cả, lãng đãng. Lúc này anh chồng nghe thấy vợ mắng mẹ mình thì không nhịn được nữa, quăng đồ rồi bỏ ra ngoài. Ca dao có câu: chồng ta áo sách ta thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người. Thật ra sự ấm lạnh trong hôn nhân cần phải nhìn tầng thứ của người phụ nữ. Những người phụ nữ tầng thứ thấp luôn sống vị tư, khó chịu, dễ tức giận, chỉ vì một chuyện nhỏ cũng dễ thổi bùng cho lớn. Những người này thường không kiềm chế được cảm xúc và không giữ được khẩu khí, gây tổn thương cho người khác. Ngay cả khi tranh cãi, họ thường hơn thua với người khác. Cho dù đối phương nhún nhường nhận sai, họ cũng không chịu nhượng bộ. Và thường với tuýp phụ nữ này, hôn nhân gia đình dễ nguội lạnh. Tầng thứ cao, hôn nhân nồng ấm. Mai Lan là bạn thân của tôi. Cô ấy là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường trung học phổ thông. Mấy năm trước, chồng của Mai Lan kinh doanh thất bại, vỡ nợ phá sản. Các chủ nợ thường xuyên đến nhà đe dọa đòi tiền. Áp lực đè nặng khiến chồng cô tiêu hao tâm lực mà mắc trọng bệnh. Trong khi sự nghiệp của chồng rơi xuống đáy vực, Mai Lan không những không rời xa chồng, mà ngược lại còn bình tĩnh và lạc quan cùng chồng đối mặt. Cô giúp chồng tìm việc làm, động viên, khuyến khích sở trường của bạn đời. Bản thân cô thì ngoài giờ làm việc ở công sở, còn nhận việc làm thêm, tăng thu nhập cho gia đình. Sau 4 năm, hai vợ chồng cuối cùng cũng trả hết nợ. 2 năm kế tiếp, chồng của Mai Lan tạo dựng lại được sự nghiệp thành công. Anh không muốn cô ấy phải vất vả làm việc nữa, chỉ cần ở nhà tận hưởng cuộc sống của một quý bà. Nhưng cô ấy từ chối, bởi vì trong suy nghĩ của cô, hạnh phúc không phải là phấn đấu có được một cuộc sống sung túc, phú quý, mà là quá trình song hành cùng chồng, ngay cả khi gian nan, hoạn nạn. Đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Câu ca dao này
thật ứng với người phụ nữ thiện lương, biết đồng cam chịu khổ. Và một cuộc hôn nhân ấm áp nhất định có một người phụ nữ tầng thứ cao, có thể trên phòng khách cũng có thể xuống nhà bếp, có dũng khí đối mặt với phong ba bão táp. Tuy người phụ nữ ấy dịu dàng nhưng kiên cường, lương thiện và không yếu đuối. Cho dù bạn có về nhà trễ đến mấy, cô ấy vẫn sẽ trong ngọn đèn ấm áp đợi bạn. Một người vợ hiền là biết lấy thiện đãi chồng. Ở cơ quan tôi, đồng nghiệp Hoàng Phi nổi tiếng là bị vợ quản lý khắt khe. Mỗi lần cơ quan tổ chức ăn uống, mọi người đều quen với việc Hoàng Phi gọi điện cho vợ hứa ba điều: không hút thuốc, không uống rượu, không về trễ. Thậm chí có lần tôi và anh ấy cùng đi công tác, vừa đến nơi, anh ấy đã nhắn tin báo cáo với vợ là đang ở khách sạn nào, phòng số mấy. Trước khi đi ngủ hay vừa tỉnh giấc, anh ấy đều phải nhắn tin cho vợ. Trong mắt đồng nghiệp chúng tôi, Hoàng Phi đúng là kiểu người kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu. Nhưng điều ngạc nhiên đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi hoàn toàn trong một dịp Hoàng Phi mời tôi đến nhà anh ấy chơi. Khi mới đến cửa nhà, tôi đã thấy vợ anh ấy đứng đợi chào đón tôi. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của tôi về người vợ quản lý khắt khe của anh ấy. Trước mắt tôi là một người phụ nữ duyên dáng, đoan trang, nói năng nhỏ nhẹ, tào nhã. Khi vào nhà tôi càng ngạc nhiên hơn. Căn nhà nhỏ được bài trí ấm cúng với gu thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Trong suy nghĩ của tôi, việc trang trí nội thất như vậy chắc chắn rất tốn kém. Đem thắc mắc và sự ngưỡng mộ ấy hỏi Hoàng Phi, tôi nhận được nụ cười mỉm đầy tự hào của anh bạn đồng nghiệp. Hoàng Phi cho biết tất cả việc bài trí nội thất đều do một tay vợ anh ấy làm. Anh còn nói các cánh cửa gỗ trong nhà đều do vợ anh ấy trực tiếp tới tận xưởng gỗ thiết kế và đặt hàng, tiết kiệm được khá khá tiền. May mắn nhờ dịp được mời đến nhà bạn đồng nghiệp, tôi mới vỡ lẽ về thói quen sợ vợ của Hoàng Phi. Khi người phụ nữ có tầng thứ cao, họ luôn biết cách dịu dàng đổi lấy sự dịu dàng, dùng tôn trọng đổi lấy tôn trọng. Người vợ hiền ấy cần gì phải quản chồng, chỉ là khi người ta vô cùng thương yêu, trìu mến, họ muốn chia sẻ mọi thứ với người phụ nữ của đời họ mà thôi. Trong hôn nhân, người phụ nữ có tầng thứ cao sống như một cơn mưa mùa xuân, âm thầm ươm mầm cho mọi thứ tốt tươi, dùng đức hạnh của mình đối đãi với chồng và mọi người, và tất nhiên họ sẽ nhận lại được trái ngọt. Vì vậy, sự ấm áp trong hôn nhân đều nằm trong mỗi từng ngôn hành của bạn. Tầng thứ cao thấp phản ánh sự khác biệt trong hôn nhân. Sự khác biệt giữa phụ nữ trong các cuộc hôn nhân là những người phụ nữ có tầng thứ cao vì lý tưởng hôn nhân mà luôn sẵn sàng nỗ lực làm nhiều điều hơn, sống chân thành hơn, thiện lương và nhẫn nhịn để giữ lửa hạnh phúc, không nề hà khi gặp khó khăn và ít than phiền khi đối mặt với bất hạnh. Trong khi những người phụ nữ tầng thứ thấp thường sống ích kỷ, hẹp hòi, khi không vừa ý thì cãi cự, và khi gặp khó khăn hay thất bại thì chỉ biết trách móc, than trời oán đất. Tầng thứ thật ra không có quan hệ gì với vật chất hay địa vị xã hội. Nó chỉ là thước đo phản ánh một người biết sống vì người khác, quan tâm tới mọi người và thấu hiểu lý lẽ. Ví như mỗi ngày bạn đều tới, cho nên tôi cũng quen chờ đợi mỗi ngày. Cho đến một ngày bạn tới muộn hoặc không tới, tôi sẽ vì bản thân chờ đợi mà trách móc. Yêu một người là cần tin tưởng, bao dung, tôn trọng và thấu hiểu. Mỗi việc đều có nguyên nhân. Có thể người ấy hôm nay không đến, nhưng trái tim thì đã tới rồi. Hôn nhân thuận hòa không nhất thiết phải có một người chồng ưu tú, nhưng nhất định sẽ có một người vợ tốt nhất.
Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Nếu thấy video hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.